phát triển bản thân hay là kỹ năng kinh doanh. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn câu chuyện hạng võ đốt thuyền và bài học kinh doanh. Thì các bạn biết rồi, hạng võ là thời Hán Sở tranh hùng cùng tranh tranh bá với Lưu Bang. Thì giai đoạn đầu đó, hạng võ là nắm thế thượng phong. Ông cũng là một nhân tài kiệt xuất, thành công rất sớm. Và sự nghiệp của ông kết thúc thì vào khoảng hơn 30 tuổi thôi các bạn. Nhưng rõ ràng là ông là một nhân tài kiệt xuất các bạn. Thì cái mẫu chuyện nổi tiếng của ông trong cách cầm quân đó là ông đốt thuyền. Thì xin chia sẻ cùng các bạn. Thì Hạng Võ là tướng nước Sở năm 210 trước Công Nguyên, đưa quân vượt qua sông Dương Tử để đánh bại quân Tần Thủy Hoàng. Đêm xuống, quân Hạng Võ đóng trại nghỉ trên bờ sông. Sáng thức dậy, họ hoảng hốt khi thấy thuyền của mình đều bốc cháy. Họ ráo riết truy lùng thủ phạm đã đốt thuyền. Nhưng sau đó họ phát hiện ra chính Hạng Võ đã đốt toàn bộ thuyền bè, và ông còn ra lệnh đập vỡ hết nồi niêu đó mà. Thì là câu chuyện này là chấn động trong giới cầm quân. Và cũng có một câu chuyện giống như thế này, đi tìm kho báu ở các nước châu Mỹ gì đó các bạn, tôi không nhớ rõ, nhưng mà ở Trung Quốc thì có cái câu chuyện Hạng Võ. Thì Hạng Võ giải thích binh lính rằng khi không có nồi niêu, không có thuyền bè, họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác về việc chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng hoặc bỏ mạng. Việc làm trên tạo ra một hiệu ứng tinh thần to lớn đối với binh lính của ông. Họ giương cơ cao giáo mát, cung tên tấn công kịch liệt vào kẻ thù, giành chiến thắng 5 trận liên tiếp và tiêu diệt gọn đại quân nhà Tần. Đó bạn, nghĩa là chính Hạng Võ đã tạo cái cho quân của nước Sở là không có đường lui, chỉ có tấn công và chiến thắng. Đó bạn, đây là một giải pháp rất cực kỳ nguy hiểm mà người nhát là không dám làm, nhưng Hạng Võ đã thành công với phương pháp này. Về cái câu chuyện mà đốt thuyền đó bạn để thắng quân nhà Tần của Hạng Võ đó, thì nó thể hiện mấy yếu tố. Thứ nhất là tinh thần quyết tâm. Việc đốt thuyền thể hiện một quyết định can đảm và quyết tâm trong việc đeo đuổi mục tiêu, không có lối thoát. Quân đội phải chiến đấu tới cùng. Điều này cũng tương tự như những doanh nhân khi đối mặt với khó khăn, họ cần phải có tinh thần quyết tâm và kiên trì để vượt qua thử thách. Thứ hai là tạo động lực. Hạng Võ đã khai thác tâm lý của quân lính để tạo ra động lực chiến đấu. Trong kinh doanh, việc tìm ra động lực cho nhân viên và đội ngũ làm việc cũng là rất quan trọng. Đôi khi để tiến tới thành công, chúng ta cần tạo ra một môi trường mà không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết mình. Thứ ba, quyết định dứt khoát. Câu chuyện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định dứt khoát. Trong kinh doanh, việc chờ đợi và do dự có thể dẫn tới lỡ mất cơ hội. Những quyết định mạnh mẽ, ngay cả chúng có thể gây ra rủi ro, đôi khi lại mang lại thành công bất ngờ. Tương lai không có sự đảm bảo. Những đốn thiền cho thấy rằng không có gì đảm bảo trong cuộc sống. Doanh nhân phải chấp nhận rủi ro và không ngừng thực hiện các bước đi táo bạo để phát triển và mở rộng. Bài học kinh doanh rút ra: kiên định trong mục tiêu, hãy luôn nhớ rằng khi đã đặt mục tiêu, cần kiên quyết theo đuổi dù có gặp khó khăn. Tạo động lực cho đội ngũ, hãy tìm cách khích lệ và tạo động lực cho nhân viên giúp họ vượt qua thử thách và cống hiến cho tổ quốc. Đưa ra quyết định thông minh, không ngần ngại mà hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định cần thiết để thúc đẩy sự phát triển. Chấp nhận rủi ro. Rủi ro là một phần không thể thiếu trong kinh doanh, hãy sẵn sàng đối mặt với chúng và biến những khó khăn thành cơ hội. Nhìn chung, câu chuyện Hạng Võ đốt thuyền không chỉ là bài học lịch sử mà còn là bài học quý giá cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Thì đó các bạn, hồi qua câu chuyện của Hạng Võ đốt thuyền ở trong quân đội đó, đó là một cái giải pháp táo bạo để chiến thắng quân địch, nhưng nó cũng là bài học kinh doanh rất hay. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.